lên đất Bảo Hà nhắn ai lên đất Bảo Hà. Chân kinh có chữ Nam Mô, có chữ Nam Mô, chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng vô chấm dòng hoàng về có phép thần thông.
phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi, dâng câu thiên bảo chuốc nhời, chuốc nhời Huế phong chuốc chén hồ long hội quần tiên, chuốc chén trà ô long cô nâng bình ngọc, các bạn tiền dâng ông bảy chén trà đi à. Hiến thượng kim bàn trà ô long ông bảy, hiến thượng kim bàn mẫu đơn trà long tỉnh lúc thanh nhàn quan hoàng bảy hiến vui nghỉ. Nghinh hương mỹ vị à, ngọt à, bùi kỳ tân à, tần à, tần ngọt bùi kỳ tân. Phong sương há chẳng nhàn, nung gan xanh sắp luyện tiên đan. Vì vu sao chúc trời mây khói kỳ cục thâu canh đất là tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt, cương đảng nặng gánh dạ sắt son. Mà được mùi phong nguyệt nước non non, để mê quốc uy quốc hồn xưa, xưa nay phù dung cành cây la đà, hay ông bảy còn hay còn ngắm nguyệt say mưa
12 cô tiên nữ trên bảo hạ lại đây tiêm thuốc pha trà. Giữa quan hoàng bầy sơi trên bảo hạ, trên bảo hạ có lắm cảnh vui thay. Quan hoàng bảy vui với phù dung với cỏ tuyết nguyệt phong hoa. Hoàng lấy thơ làm bạn, cầm kỳ ở đây bắt về
trên cung trăng ai hẹn ý giờ bao giờ nên bao giờ vì đường hoàng đi chấm lĩnh ý tình cờ ông bày gặp tiên sáng u liêu phàn ô tiên là gặp mặt tiên tình trong vào Hà Sơn sáng u liêu vàn Hồ Sơn vào Hà Sơn có lối vào Hồ Sơn vào Hà Sơn có lối vào nào là cùng đào hoa, nào cô tiêm thuốc ý pha trà, này ở nơi đâu? Sang ô sang liêu phàn ô đâu? Nơi đâu các cô pha trà? Trà tàu nhấp môi vừa ý gật đầu vô vối ban khen tiên cô nàng đôi tiên cô nàng đôi dâng bộ khay đèn tiêm ngà tàu sứ bộ móc tiêm nạm vàng nàng ba dâng hộp thuốc lên thế là vừa ý ông bấy hoàng chân sơn lầm cô nàng đưa cô vào đốt đình nhang trầm ngọn đèn cô khêu tỏ tay ông bấy cầm hộp móc tiêm tiên cô nàng năm ma tiên cô nàng năm cô vào dâng hộp bánh nguyên kẹo xìu thuốc lá thú cảnh tiên ai dám mơ bì nàng sáu tinh nên nhu mì hạ về dân hoàng tuấn mã để ông bảy đi mới chấm đồng cô nàng bấy cô vào gầy khúc đàn thông đôi tay cô gầy đàn ngũ âm non nà nàng tám
bảy khen là cô tám khéo tay. Yêu điệu ai tày tiên cô nàng chín, yêu điệu không ai tày mẫu sai cô theo một đôi giày cánh phượng dâng ông. Thắt đáy lưng ông tiên cô mới nàng mười, thắt đáy lưng ông cánh ba giờ tí cầm đèn lồng cô bước ra. Tiên cô 11 cô vào quạt nước pha trà ấm tiêm bình ngọc đôi tay ngà dâng lên ông. Cô bé 12, cô bé 12 là cô bé Tân An, đúng là 12 nàng tiên nữ phò giá đôi bên hoàng rõ ràng. Đây cảnh thanh nhàn tiên ông giờ xanh ra xem, có thấy chữ đề đức năng tương tuy ông hoàng bảy có vui một tí với đời. Ông bảy khuyên ai giữ trọn đạo làm người, nay đến cửa Phật lấy chữ Di Đà làm hương thả. Hiếu thuận thảo hiền tu nhân tịch đức ông bảy chết biên cho rõ ràng. Còn bao kẻ ngang tàng bạo ngược chỉ hại người, chẳng trước thời sau lỗi nhầm có xa chi đâu. Sợ nguyện như ý, sợ cầu ông cho được lòng tâm. Ông đã lên đấng cầm cân này mực ai mất chữ tâm, thời tội phải mang. Lưới trời bổ khắp bốn phương, hại nhân nhân hại ông cho vô đường thoát thân. Đã nên đừng soi đời vời vợi ông lấy chữ tâm chữ đức để mà cân. Đừng có ai khoe đã trọn vẹn muôn phần, chữ đức mà chưa tốt ông bảy cầm cân sao cho bằng. Bảy khuyên ai đừng có khinh nghi những kẻ bần hàn, chữ đức mà tươi tốt cho vẻ vàng sau này. Nghe ông bảy ra ông cho nước tiên tẩy hết bụi chân, thanh cao rồi lại mười phần họ đặng thanh cao.
chữ cương thường treo cao xa ngọc chữ tam tòng từ đức khuyết ghi đệ tử con thành kinh tâu quỷ bảo hà xin ông hoàng bảy người độ trì chứng minh cành chiều mông đánh bóng ông bấy ngồi khoan thai cách điệu ngự trên sập rồng các ghế trại chiếu long lân hương sông gấm vóc áo quần giang tay châu báu hoàng lấy kim ngân để đánh bại đầu bạch thú chi hai lèo tam đỏ lại thêm có cửa chi mua vui vào hội dân đào tiên đỏ ôi điểm tâm dân văn áo gấm vấm quần dân đào tiên đỏ lấy kim ngân hoàng anh xuống sau kéo trong mơ xuyên đi to nhất làng nhì hoàng bảy ủ chi thập mờ hồng bạch bạch định thương xuyên ông mơ ủ mà dòng sông nước chảy lững lờ quân đi bát vạn cho dù là cá bơi thuyền rồng ngấp nghe tới nơi là chàng ngũ sách ai ơi thấu tình bát vạn nhì khập mờ khiến tấm hình nhị vạn nhị sách xinh xinh ông ghép mỡ vào con thất văn nổi tiếng anh hào tam vạn tam sách ông bảy ghép vào thành đĩa tôm
hoàng nhắn ai lên chợ cầu hôm thấy chú kiều bạn chiều hôm đang ngóng chờ. Dòng sông dòng sông nước chảy lững lờ, quân đi bát vạn cho dù cá bơi. Bát vạn hùng binh lệnh ông bảy truyền, bát vạn hùng binh 12 các cô tiên nữ đón ông bảy hoàng về đất Bảo Hà Sơn.